Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới anh chị dòng sản phẩm máy hút bụi mang thương hiệu Hitachi với mã sản phẩm CVFU22V. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên như anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ thấy được ngay sách hướng dẫn và phiếu bảo hành của sản phẩm. Đây là cách hướng dẫn lắp đặt nữa. Tiếp đến là ống nối dài, kèm theo những miếng bìa để chúng ta trong quá trình vận chuyển được dễ dàng. Tiếp theo là ống hút ạ. Ống hút thì sẽ có những đầu. Đầu này thì chúng ta sẽ gọi là tay cầm, đầu mối nối để nối vào máy. Sản phẩm thì chúng ta được trang bị bởi một lớp ni lông để chống xước. Đây thì chúng ta sẽ gọi là phần tay cầm và kèm theo pin ạ, pin ở trong tay cầm. Tiếp đến thì đây sẽ là gọi là đầu hút sàn ạ, được bọc rất là kỹ càng. Đây là phần mặt đầu hút sàn. Theo khá là nhiều. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có đầu hút bàn chải và đầu hút khe. Đấy ạ. Cuối cùng là chúng ta đến phần máy. Sản phẩm phần máy thì cũng sẽ có kèm theo những phụ kiện kèm theo sau. Tức là đây là dây nguồn ạ. Đấy ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có nút. Đây chúng ta mở ra thì sẽ có hộp chứa bụi ở bên trong ạ. Đây là hộp chứa bụi đây. Sẽ kèm theo nữa là đầu gắn ống hút. Và đấy ạ, bánh xe. Có toàn bộ bánh xe mặt dưới. Trên bề mặt những nút này thì sẽ là nút nguồn cũng như là nút thu dây điện. Vỏ thì sẽ được thiết kế là vỏ nhựa cực kỳ cao cấp. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì, anh chị liên hệ qua số hotline trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.